Bữa nay ngày 8 tháng 6, 2024, bà con đi đón Tổng thống Donald Trump nào không? Bà con đi đón Tổng thống Donald Trump rất là đông mà con. Bữa nay là ngày... Cô nghĩ sao mà trời đang mưa mà cô vẫn còn ngồi đây đón Tổng thống Donald Trump vậy cô? Bây giờ trời thì vẫn còn đang mưa mà cô sao cô không về mà cô vẫn còn đón Tổng thống Donald Trump vậy cô? Chưa thấy ông tới, nhưng mà mưa ông cố đứng. Đón được ngày tới, đi gian rồi nhìn mặt cũng được rồi. Chúc sức khỏe cô nghe. Trời ơi trời đang mưa bà con ơi, trời đang mưa cô vẫn còn ngồi. Trời ngoài đang mưa bà con. Trời đang mưa nhưng mà bà con em thấy bà con không có người nào mà giờ bước hết. Em thấy ai thì cũng còn một ngồi hết các bà con. Tất cả bà con đều ngồi hết, không ai mà giờ bỏ hết. Thank you.
Em không thấy mấy dân cử rồi nghe cộng đồng rồi em không thấy các bà con, thấy toàn là dân Mỹ thôi bà con, thấy dân cộng đồng cái gì đó, thị trưởng là nghị viên hay là tất cả chủ tịch cộng đồng hay là tất cả lại không đều không thấy dẫn mặt hết các bà con. Cảnh sát nhất là dày đặc bà con, à, cảnh sát là cảnh sát quần bà con, rất là dày đặc. Cứ dài thước con, dài thước có người cảnh sát, dài thước có người cảnh sát bà con, cảnh sát rất là dày đặc, nè, cảnh sát quần không bà con. Đây là chị thấy chị Việt Nam. Ở Bosa thì bà con biểu tình nhiều bà con. Còn đây thì không thấy nhân vật nào hết, chỉ có nhân vật Bùi Kim Thành, nhân vật của chị anh gì đó tình nghệ sĩ, chị cô Ngân với lại cô Việt Kiều, một vài nhân vật thôi bà con. Còn mà nhân vật cộng đồng thì nó mất tiêu giáo. Wow, so beautiful. Jeez. Online TV now. nhân vật thị trưởng nghị viên gì đó mất tiêu hết các bà con. Toàn là ở đây là thấy những cái dài mấy người đồng hương Việt Nam mình thôi, còn mấy người thị trưởng nghị viên là địa phương chính quyền là thấy không có người nào các bà con. Dính điện thôi là đại diện thì tất cả là không thấy ai hết. Cảnh sát rất là dày đặc bà con, dài mét là có người, dài mét là có người, cảnh sát rất là dày. Cảnh sát là cảnh sát quận không bà con. Bà con coi lén cảnh sát nha, nó bận đồ nè, đẹp không? Rất là dày đặc. Cứ dài mét là có người, dài mét là có người cảnh sát. Rất là dày đặc. Bà con thấy không? Còn dài dưới kia lắm bà con. Còn dài múc dưới kia luôn á. Nhưng mà em phải đi quành cho lên đây. Một hàng cảnh sát luôn.
Con thấy chút xíu nó mới tới nè. Nó chưa tới, mà chút xíu nó mới tới. Chắc có thể là chắc 15-20 phút thì nó tới bà con. Này là anh đi từ đầu tới đuôi không bà con, cho bà con coi nha. Từ đầu tới đuôi, đây là khúc đầu. Khúc đầu chỉ có mấy nhân vật thôi. Cảnh sát luôn, cảnh sát đi phục vụ xuống. Này là biểu tượng của anh cầu Sam. Biểu tượng anh cầu Sam đi đón tổng thống Donald Trump không bà con. Này là đầu. Này có đối thủ của chị Bùi Kim Thành nè bà con. Tất cả là đây là đầu nè bà con. Không biết mấy giờ.